các bài đọc lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm 2 năm Chẵn. Trích sách tiên tri Hô-sê chương 8 câu 4 tới câu 7, câu 11 tới câu 13. Đây Chúa phán, chúng cai trị chớ không phải ta. Chúng đã làm thủ lãnh và ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc tượng thần để ta tàn phá đi. Hỡi Samaria, hãy ném con bê của ngươi đi. Ta đã nổi giận chúng. Chúng không thể thanh tẩy mình đến bao giờ. Con bê này bởi Israel mà ra. Người thợ đúc đã làm ra nó. Nó đâu phải là thần. Con bê của Samaria sẽ giống như con nhện. Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão. Lúa mì của chúng chẳng đâm bông. Mà nếu có bông cũng chẳng có hạt. Và nếu có hạt, có được hạt, thì người ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Ephraim làm thêm bàn thờ để phạm tội. Những bàn thờ này đã nên dịp tội cho nó, vì ta viết cho nó muôn ngàn lệ luật, và nó coi như không can gì đến nó. Chúng sẽ dâng của lễ, sẽ hiến tế thịt thà. Chúng cứ việc ăn, Chúa không chấp nhận đâu. Chúa sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng và sẽ phạt tội chúng. Chúng sẽ hướng về Ai Cập. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 113b. Nhà Israel cậy tin vào Chúa. Nhà Israel cậy tin vào Chúa. Thiên Chúa chúng ta ngự trên trời, phàm điều chi người ưng ý, người đã thực thi thần tượng của họ bằng bạc với vàng. Đó là sự vật do tay người tác tạo. Nhà Israel cậy tin vào Chúa. Chúng có miệng mà không nói năng, chúng có mắt mà không nhìn thấy. Chúng có tai mà chẳng khá nghe, chúng có mũi mà không biết ngửi. Nhà Israel cậy tin vào Chúa. Chúng có tay mà không sờ mo, chúng có chân mà chẳng bước đi. Sẽ nên giống y như chúng, bao nhiêu kẻ làm ra và cậy tin vào chúng. Nhà Israel cậy tin vào Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gioan chương 10 câu 27. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng biết ta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 câu 32 tới 38. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng, ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy toàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.